Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 11 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền Tác giả Cổ Long qua dòng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện. Quần hào nghe tiếng quát của Trần Bạch, hết thầy đầu kinh hãi. Nhưng Trần Bạch đâu có để ý đến này. Chàng phi thân lướt tới chắn ngang trước mặt thanh phù thần rồi nói Tại hạ triển bạch có điều muốn thỉnh giáo kim tiền bối Kim Kiều dừng xe nhưng trên nét mặt của lão không biểu lộ chút cảm xúc nào Lạnh nhạt đáp Lão phù mười mấy năm nay không bước chân ra giang hồ Việc của giang hồ lão phù không rõ Người đi thỉnh giáo người khác tốt hơn Rút lời, lách xe qua triển bạch, phóng tuốt ra thông đạo ở phía sau đại sành. Triển bạch gấp rút phóng người theo, miệng gọi lớn. Khoan đã! Nhưng kim phù thần không quay đầu. Lão vừa lọt vào trong thông đạo, thì dầm một tiếng, cánh cửa sắt sập xuống ngay trước mặt triển bạch. Tiếp sau đó, có sáu tên bạch y tiểu đồng xuất hiện, tay lăm lăm trường kiếm, Sáu tên bạch y tiểu đồng tuổi chạc 14-15, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. bằng vào nhãn quan của trần bạch hiện thời, mà chàng không biết sáu tên tiểu đồng từ phía nào tới. Tựa như cả sáu tên đứng chờ sẵn ở đó từ lâu rồi. Bọn tiểu đồng tuy tuổi nhỏ, nhưng tên nào tên ấy mặt lạnh như tiền. Sáu đôi mắt trừng trừng nhìn chàng. Xem ra, chỉ cần chàng bước tới một bước, thì sáu thanh kiếm sẽ lập tức tấn công. Triển Bạch chưa kịp có phản ứng thì đã nghe sau lưng có tiếng của Kim Thái Phụng. Triển Thiếu Hiệp Triển Bạch quay lại, chỉ thấy đôi mắt của nàng đang mở lớn nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chính là điểm đặc thù làm nàng không giống với bất kỳ mỹ nhân nào khác. Đôi mắt nàng có khả năng biểu đạt ý nghĩ hơn cả lời nói. Triển Bạch thở dài, kẻ giết phụ thân chàng chính là Kim Kiều việc không có liên quan gì đến nữ nhân của lão giờ lão đã chạy mất rồi xem ra lại phải chờ một cơ hội khác để mà báo thù chàng ngơ ngẩn nhìn nàng một hồi rồi lắc đầu nói kim cô nương không có chuyện gì đâu kim thái phụng nhìn chàng lắc đầu cất giọng nghe muôn phần u ẩn nói ta đã nhận ra rồi nàng không nói rõ đã nhận ra điều gì nhưng đôi mắt của nàng lại cho người ta biết rằng nàng biết đối phương đang có điều khó nói ở trong lòng và chỉ cần đối phương nói thì nàng sẵn sàng giúp đỡ. Trần Bạch đã nhận ra điều đó, nhưng chàng làm sao có thể yêu cầu nàng giúp mình trả thù được. Vì vậy chàng lắc đầu gượng cười. Ờ không có gì quan trọng đâu. Đôi mắt của Kim Thái Phụng vẫn mở to nhìn chàng, nhưng trong đó chàng đã nhận ra một nỗi u án khôn cùng. Bỗng đèn đuốc trong đại sảnh phụt tắt, quần hùng nhốn nhào lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng đầu một chàng cười lạnh lạnh dần dần vang lên, khiến cho mọi người không khỏi nổi đầy gai ốc. Quần hùng nhốn nhào, mỗi người nói một câu náo động cả lên. Bỗng... Âm... Âm... Âm những tiếng động như là trời long đất lở, cả gian đại sảnh trao đảo như thuyền gập sóng to. Quần hào không ai đứng vững được nữa, có người hô to, động đất, động đất rồi. Nhiều người định chạy ra ngoài thoát thần, nhưng vừa rơi chân lên đã ngã nhào xuống đất, thậm chí bị văng vào tường, đụng đầu vào cột. Trong tiếng nhốn nhào như là ong vỡ tổ đó, bỗng nghe có tiếng quát vang như sấm. Kẻ nào, kẻ nào cả gan phát động thạch cơ đại trận. Đến đây mọi người mới hiểu ra, thì ra không phải là động đất gì, mà là cơ quan mai phục của Kim Phủ bị ai đó phát động. Nhưng không lẽ cả thiếu gia và tiểu thư của Kim Phủ cũng chịu chung số phận với quần hào hay sao? Đây đúng là một bí ẩn khiến quần hào không sao hiểu nổi. Ai cũng nhận ra tiếng quát vừa rồi là của tường lâm công tử đồng thời cũng nhận ra giọng nói của chàng vừa phẫn hận vừa lo lắng. Chứng tỏ nguy cơ của chàng cũng không ít hơn những người khác. Nhưng tiếng cười quái dị trên nóc nhà vẫn không ngớt vang lên, mặc cho tiếng quát tháo giận dữ của tường lâm công tử. Lại nghe giọng của Kim Thái Phụng. Giọng cười này là của Mãnh Như Bình. Xem ra kẻ tư ý phát động thạch cơ đại trận chính là hắn rồi lại nghe tường lâm công tử nghiến răng quát mạnh như bình người điên rồi sao mau dừng lại ngay không ngờ tường lâm công tử chỉ đích danh mạnh như bình mà hắn vẫn cười cuồng dại cả tòa đại sảnh nhanh như chớp chìm xuống bỗng nghe tiếng của đoàn phương công tử cười hà hà nói <laughs> thật là không ngờ tường lâm công tử lại có được một độc chiều tuyệt đến giường này nhưng người cũng đừng hỏng sống sót ra khỏi đây huynh muội người sẽ là người đầu tiên của Kim Phủ đền mạng cho võ lâm đồng đạo. Tường lâm công tử nộ khí đã sùng thiền, nghiến dòng quát. Người muốn thế nào? <laughs> người tưởng đã có thể một mẻ lưới giết trọn võ lâm anh hùng. Cùng gia bang của ta sẽ cho người nếm thử thành trúc trận. Tường lâm công tử phá lên cười hà hà nói. Đoạn phương công tử Ngươi đừng hòng ngậm máu phun người. Nếu tường lâm này có ý hại người, thì cũng không dạy gì mà hại luôn cả mình. Đoạn phương lạnh. cười lạnh. người nói vậy, thử hỏi tất cả những người ở đây, có ai tin được người không? Cơ quan của Kim Phủ lại đi hại chính người sao? <laughs> thì ra tường lâm công tử cũng chỉ là phường tham sinh úy tử, dám làm không dám nhận. Không chờ cho Tường Lâm kịp đáp lời, Vân Tống Long đã cười lạnh nói. Từ không ngờ thế điệt, ngươi dù muốn giao đấu với người, nhưng tối đèn thế này, ngươi làm sao phân biệt ai với ai? Đoàn phương công tử cười nhạt, hạ lệnh. Cùng ra bang bằng hữu, mau biểu diễn vài chiều để quần hùng sáng mắt đi. Bỗng nghe mấy tiếng xẹt xoẹt, đại sảnh lập tức sáng trừng, các đệ tử cùng gia bang mỗi người cầm một cây đuốc, gọi là thiền lý hỏa. Đây là thứ hỏa khí đặc biệt của cùng gia bang, đã không sợ mưa gió, lại có thể cháy mấy ngày mấy đêm không tắt. Thiền lý hỏa vừa được thắp lên, cùng gia bang đệ tử lập tức đi thành vòng tròn, bày thanh trúc trận, bao vây huynh muội tường lâm công tử vào giữa. Thanh trúc trận do phong trần tam cái dẫn đầu, về quy mô thì không bằng khiếu hóa đại trận, nhưng nói về biến hóa thì lại hơn hẳn. Bởi thanh trúc trận do toàn những đệ tử thượng đẳng của cùng gia bang lập nền, lại được chỉ huy bởi phong trần tam cái, nên uy lực không hề thua kém khiếu hóa đại trận. Bỗng nghe tiểu cái phương bật sướng lên, ngàn đoá hoa sen đón gió đồng. Phong cái chữ lương tiếp lời, Tây phương Phật tổ, hạ phàm trần. Tiếng trần vừa dứt, thì trương ảnh đã nhầm tường lâm công tử giáng xuống như là mưa bấc. Kim Phủ song thiết vệ đã từng biết đến sự lợi hại của khiếu hóa đại trận, nên thấy trúc trượng vừa phát động, đã quát lớn một tiếng, lăn xả vào làn trượng ảnh. Các cao thủ của Kim Phủ cũng ao ào xông vào nghênh chiến. Trong đại sảnh chặt trội, các cao thủ của Kim Phủ khó bề mờ giờ hết tuyệt học ra đối phó. Lại gặp phải thanh trúc trận biến hóa tân kỳ, khí thế uy mãnh, bởi vậy chỉ mới ra mặt giao đấu đã có tiếng rú thảm. Không ít cao thủ của Kim Phủ đã trúng trúc trượng mạng vòng. Tường Lâm Công Tử biến sắc mặt quát lớn. Cùng ra bảng hiếp người quá đáng. Đừng trách Tường Lâm ta ra tay hiểm độc. Điệp ám khí. Rút lời hữu trưởng vùng ra. Chỉ thấy một làn khói xanh đen bay thẳng về phía đệ tử cùng ra bảng. Chính là một chiều vạn phù tể phỉ. Một tuyệt chiêu trong thanh phù tiêu thủ pháp. Phong cái chữ lương cười lớn. Công tử hảo phóng, cho một lần nhiều tiền như vậy. Tuy miệng lão nói xem ra rất là thoải mái, kỳ thực trong lòng đã có ý ngại trước độc môn ám khí, kim phù tiêu của kim gia. Chỉ nghe lão quát lớn một tiếng phát động thế trận, mấy chục trúc trượng đồng loạt múa lên, tạo thành một bức tường trúc trượng ngăn cản đám mây thành phù tiêu. Hàng loạt tiếng len keng phát ra, kèm theo mấy tiếng rú thảm có không ít đệ tử cùng gia bang bị trúng ám khí. Ngay cả lung cái ngô hóa cũng bị một mũi ám khí bay sượt qua rạch một đường trên má, khiến máu chảy ròng ròng. Lung cái ngô hóa võ công tùy lờ không thua kém cửu cái và phong cái. Nhưng vì tai bị điếc, lúc đối địch phải dùng mắt thay tai. Ngặt vì kim khí quá nhiều, lại bị ánh đuốc cùng trượng ảnh làm cho lóa mắt, không kịp tránh né. Chỉ nghe trên mặt lạnh toát một cái, đã bị trúng tiêu. Lùng cái nổi giận quát lớn một tiếng, thúc trận hồ trúc trượng nhằm tường lâm công tới. Nhưng lại thấy tường lâm vung tay lần nữa. Lùng cái cả kinh, vội múa trúc trượng như bay, bảo vệ toàn thân. Hàng loạt tiếng len keng vang lên, các đệ tử sau lưng lùng cái lại có mấy người trúng tiêu chảy máu. Thanh trúc trận biến hóa khôn lường, lại thiện về hô ứng công địch để giải vây cho phía bị thất thế vì vậy thành phủ tiêu của tường lâm đẩy lùi được phía lùng cái. Thì từ phía kiểu cái phong cái đã song song áp tới hai phía giáp công. Kim phủ lại có mấy cao thủ bị trúng trượng táng thần. Tường lâm công tử cùng Kim Thái Phụng kinh hãi kêu lên liền liền. Xem ra huynh muội kim giả, khó lòng thoát khỏi tài ách. Triển bạch bỗng cảm thấy bất nhẫn, không đành lòng nhìn mấy trang khuynh quốc khuynh thành tham tử dưới trúc trượng lập tức quát lớn một tiếng, tung người rút kiếm. Trong không trung thi triển một chiều, tấn phong kích lùi. Cả người lẫn kiếm cùng xông về làn trượng ảnh, áp xuống đầu của Kim Thái Phụng. Keng keng mấy tiếng, thoát cái đã có mấy chục trúc trượng bị vô tình bích kiếm chặt đứt. Đệ tử cùng ra bàng thất kinh lùi lại. Kim Thái Phụng mở to đôi mắt nhìn triển bạch, vẻ kinh hoàng còn chưa tan hết trên gương mặt tuyệt mỹ nhưng trong ánh mắt tràn ngập những tia cảm kích. Triển Bạch nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn mình, mặt bỗng nghe nóng ràn. Đồng thời bao nhiêu ánh mắt của quần hào đang kinh ngạc nhìn chàng, dường như đang trách móc chàng. Hà cứ gì lại xen vào chuyện này, khiến chàng không khỏi hổ người, cúi mặt xuống. Bỗng có tiếng xéo gió rào rào, một chùm ánh xanh đen chụp xuống, tựa như là hàng vạn con ong vỡ tổ từ trên cao ào ào bay xuống. Quần hào thất sắc đồng kêu lên kinh hãi, thi nhau tránh né. Tiếng kêu thê thảm của quần hào, các ngọn đuốc thiên lý hỏa trong tay của bang chúng cùng ra bang, cũng đầu tắt ngấm. Quần hào vừa kinh hãi vừa tức giận, định tìm người của kim phủ rửa hận. Nhưng phần vì trong sảnh đã tối đen không phân biệt được ai, lại nghe có tiếng cười lạnh từ bên trên vọng xuống. Giờ <laughs> thì tất cả các người đều ở trong tay của lão phủ. Xấu hay tốt, đều do các người quyết định. Ai muốn làm bạn với Kim Phủ thì lên tiếng trước. Tất nhiên là dùng pháp truyền âm nhập mật báo rõ danh tính sự thừa. Còn muốn đối địch với Kim Phủ thì cứ việc dở trò bản lĩnh ra để mà thoát khỏi đây. Bằng hữu nào có được bản lĩnh đó, người của Kim Phủ cũng không làm khó dễ. Lão vừa dứt lời, đã có không ít người giận dữ quát mắng lại nghe tiếng của tư không tấn nói Ờ à, lão nhị ngươi làm như vậy mà cũng đáng mặt anh hảo sao tiếng của kim cừu trên đình cười ha hả vọng xuống <laughs> tư không tấn khắp trong thiên hạ này chỉ sợ không tìm được kẻ tiểu nhân nào đê tiện hơn người người dùng đại la kim đơn giả hại ta liệt cả hai chân lại còn xua băng chúng đến cướp tị thủy ngọc bích của ta ngươi làm như vậy Đáng mặt anh Hào lắm sao Có thể nói Ngày hôm nay quần Hào táng thân Ở thạch cơ đại trận của ta Chỉ vì một mình người đấy Quần Hào nghe nói tức giận Không biết để đâu cho hết Chỉ vì ân oán giữa hai người Mà hại không biết bao nhiêu là người vô can Lại nghe Vân Tống Long lên tiếng Nhị cả Giữa hai ta ngày xưa tình đồng thủ túc Không lẽ nhị cả Cũng để cho đại chết oan ử Kim Kiều cười ha hả nói. Ngày xưa tình như thủ túc. Không sai. Nhưng đó là việc của ngày xưa. Chúng ta cùng đã phát thệ. Sau ngày đó, ai sẽ lo phận ấy Việc ngày xưa kể như đã hết rồi. Không ngờ đến lúc nguy nản lại có kẻ nhìn huỳnh đệ. <laughs> nói thật cho người biết. Hôm nay, người khác nếu chịu thần phục ta thì sống. Chỉ có các người không một ai sống để mà đi khỏi nơi này. Phạm Phi ghé bên tai Vân Tống Đồng nói nhỏ. Tứ cả, không cần phải nhiều lời với hắn. Ờ, ngày xưa, lúc hắn sắp đặt âm mưu hãm hại đại ca, tàn độc vô tình như vậy. Giờ dễ gì cầu xin được hắn tha mạng cho chúng ta. Chỉ còn cách chế ngự khuyền từ của lão để ủy hiếp. Tiếng nói của Phạm Phi nhỏ như là tiếng mũi kêu, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai tình nhạy của Triền Bạch. Tuy không nghe được toàn bộ lời nói của lão, nhưng qua những lời nói chàng nghe được tiếng được tiếng mất, có thể biết được kẻ chủ mưu ám hại phụ thần chàng chính là thanh phụ thần Kim Cửu. Đồng thời cũng biết được lão định chế ngự tường lâm công tử để uy hiếp Kim Cửu hòng thoát nạn. Bỗng có một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy cổ tay chàng đồng thời một làn hương của sử nữ tỏa ra, ngan ngát bên mũi. Chàng còn đang ngất ngây chưa kịp có phản ứng gì, thì đối phương đã lôi chàng đi. Trần Bạch bước theo như là người mộng du, quên cả nhận định xem đối phương là bạn hay thù. Chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay của đối phương lan tỏa khắp chân thân, lại thêm mùi hương dịu dắt, làm chàng rơi vào cõi mộng. Không biết đi như vậy trong bao lâu, chỉ thấy chàng phải đi qua một thông đạo tối tăm chặt hẹp và quanh co. Cuối cùng thì chàng đã ở bên ngoài thạch cơ đại trận. Lúc này chàng mới hay, người nắm tay dắt chàng đi, chính là ái nữ của kẻ thù, Kim Thái Phụng. Nhìn lại bên ngoài là một hòa viên bố trí rất tào nhã, kỳ hoa dị thảo, xen kẽ giữa đình đài lầu cát. Đây là một ngọn núi giả sơn sừng sững, uy nghiêm, giữa ánh trăng thanh toát dưới ánh trăng kim thái phụng trông càng huyền ảo chẳng khác thiên tiên dáng phàm nàng tươi cười dịu dàng nói may nhờ ta biết có bí đạo này nếu không chúng ta sẽ vùi thây dưới lòng đất rồi Triển Bạch nghe Kim Thái Phụng xưng hai người bằng tiếng chúng ta, lòng không khỏi cảm thấy một thoáng ngọt ngào. Nhưng chàng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Vùi thây dưới lòng đất, không lẽ tòa đại xanh đó không kéo trở lên mặt đất được hay sao kim thái phụng xoay người tựa lưng vào lan can trong tư thế này trông nàng càng đẹp lạ nàng khẽ lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm chỉ nghe nói thạch cơ đại trận một khi đã chìm xuống đất nếu không biết mà theo bí đạo thoát thân thì dù võ công cao cường đến mấy cũng vĩnh viễn vùi thây dưới lòng đất Mặc dù thần trí hơi bị choáng váng trước vẻ kiều diễm của Giang Nam đại nhất Mỹ Nhân, nhưng Triển Bạch cũng còn đủ tỉnh táo nói. Nói vậy, đại ca người cùng cao thủ Kim Phủ cũng chịu chung số phận với những người khác sao? Đương nhiên là không rồi, đại ca ta cũng biết bí đạo thông ra ngoài. Nhưng mà sao không thấy đại ca người đi cùng chúng ta? Triển Bạch vô ý dùng đến hai chữ chúng ta Trừng phát hiện ra là mình lỡ lời, đỏ mặt không nói tiếp được. Kim Thái Phụng lại mỉm cười, nụ cười của nàng rạng rỡ như là hoa xuân đáp. Bí đạo ra khỏi thạch cơ đại trận không chỉ có một đường, lại thông ra nhiều hướng khác nhau trong kim phủ. Triển Bạch nghe tới đây, bất giác nổi giận nói. <laughs> Thật không ngờ, kim phủ oai chấn võ lầm lại có thủ đoạn hạ liều ám toán người như vậy. Triển Bạch này coi như đã được lĩnh giáo rồi cáo tử dứt lời quay lưng bỏ đi kim thái phụng không ngờ triển bạch lại thay đổi thái độ nhanh như vậy lòng đau như cắt phóng theo sau lưng của chàng kêu lớn đứng lại triển bạch nghe gió động sau lưng ngỡ kim thái phụng thẹn quá hóa giận ra tay ám kích lập tức tràn qua một bên kích ngược lại một trường trường nhận ra kim thái phụng giang hai tay xông thẳng về mình mới hay không phải là đối phương ám kích, nhưng chàng không kịp thu tay về, chỉ nghe bịch một tiếng, trường chàng đã kích chúng ngay giữa ngực nàng. Kim Thái Phụng hự lên một tiếng nặng nề, ngã ngửa về phía sau. Triển Bạch thất kinh tung người ra giơ tay, vừa kịp lúc đỡ lấy thân hình sắp ngã của Kim Thái Phụng, tuy mỹ nhân đã sắp hồn mề, nhưng thân thể ngọc ngà cũng khiến cho Triển Bạch tìm đập thình thịch tay chân luống cuống. Kim Thái Phụng mặt trắng như là tờ giấy, không chút huyết sắc, ngực đập phồng phộc, hơi thở nặng nề, xem ra đã bị nội thương không hề nhẹ. Triển Bạch vốn không có ý đả thương đối phương, giờ nhìn thấy Hoa Dung thất sắc như vậy, không khỏi chặn lòng, lầm bầm. Kim cô nương, ta thật không có ý đả thương cô nương, chỉ vì... Kim Thái Phụng trần mở bừng mắt ra nhìn Triển Bạch, thấy chàng đang ôm chặt mình, mặt bất giác nóng bừng. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng cất giọng yếu ớt nói. Ta không oán người, chỉ cần người hiểu được lòng ta. Chuyển bạch nghe như là có tiếng sét ở trong đầu, khiến chàng trời vời. Điều chàng lo sợ xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra. Thiên kim tiểu thư của kim phủ bị chàng đánh trọng thương, lại không chút oán hận. Thậm chí còn thốt lên lời mang tình ý giạt rào. Còn cách biểu đạt tình ý nào cụ thể hơn nữa đây? Chàng lại dây vào tình nghiệp, nhưng đối phương là con gái của kẻ thù, làm sao chàng đón nhận được tình cảm của nàng? Nhưng ngay trong lúc này, tất cả mọi kiều hận đều tan biến hết. Tất cả đều không còn tồn tại. Có còn chẳng là bầu nhiệt huyết đang dậy lửa yêu đương, Kim Thái Phụng còn định nói gì thêm, nhưng nàng vừa mở miệng, khí huyết trong nội phủ đảo lộn, máu tươi đã trào lên khóe mép. Trần Bạch cả kinh, không có kể gì đến tị hiền nam nữ, dùng tay trái đỡ lấy người nàng, tay phải đặt vào mệnh môn huyệt trước ngực của nàng, vận công thôi công hoạt huyết. Kim Thái Phụng rên lên một tiếng, không biết vì đau hay là vì điều gì khác. Chỉ thấy ngọc thể của nàng run lên liên hồi, hơi thở gấp gáp, người nóng gian. Trần Bạch không hiểu sao, cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp, tay run bần bật, lóng ngóng hồi lâu vẫn chưa vận được công lực vào trường để liệu thương cho nàng. Một cơn gió lạnh thoảng qua, làm Trần Bạch giật mình, thoát khỏi dòng ý nghĩ bất chính trong đầu. Chàng hạ giọng nói, Kim Cô Nương, mau vận công dẫn khí trị nội thương. Kim Thái Phụng mở bừng mắt, lườm chàng một cái rồi mới nhắm mắt lại điều tức, dẫn nội nguyên của triển bạch truyền vào. Từ mệnh môn huyệt xuống tam tiêu về đan điền, sau đó từ đan điền dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch. Vận công đi được mấy vòng, nội thương đã hết. Kim Thái Phụng mở mắt ra nói. Ta không muốn người gọi ta là Kim Cô Nương. Trần Bạch thu công lực, nhưng mà không hiểu sao chàng vẫn chưa thu tay về, mơ màng hỏi vậy phải gọi bằng gì? Phụng muội. Ờ thì phụng muội. Bạch ca ca. Hai người đang đắm mình trong bể yêu đường, bỗng có tiếng cười lạnh kéo hai người trở về thực tại. Triển Bạch khẽ quát. Kẻ nào? Một bóng người nhỏ nhắn như là u linh hiện ra cười lạnh nói. Nguyệt thượng, liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu trăng treo trên đầu liễu hẹn người sau hoàng hôn không ngờ trăng đã quá đỉnh đầu mà người còn chưa chịu rời nhau triển bạch đã nhận ra người vừa xuất hiện là triển uyển nhi triển bạch buông kim thái phụng ra đứng dậy cố giấu vẻ thẹn thùng hỏi uyển nhi người đến đây làm gì nơi đây là kim phủ người đến được ta không đến được sao có điều ta không để cho người ta ôm gọi là muội này muội nọ đâu kim thái phụng tái mặt quát lên a à, đầu giả hàm kim phủ không phải là nơi để người có thể đến quấy phá đâu uyển nhi nhướng mày liễu hử lạnh ăn nói cho đàng hoàng một chút đi nếu không đừng trách bản cô nương không vị tình kim thái phụng thân là thiên kim của kim phủ xưa nay không quen bị người ta xúc phạm nay bị miệng lưới của Uyển Nhi làm cho tức giận, đến run bắn toàn thân, nghiến răng quát. Người còn không dập đầu nhận tội, thì đừng hòng sống mà ra khỏi đây. <laughs> Lớn lối quen mồm, băng vào bản lĩnh của người, làm sao giữ chân được bản cô nương. A à đầu, tiếp chiều. Vừa dứt lời, thì chiều cũng đánh tới, tà thủ vươn chỉ nhằm song mục, hiếu thủ nhằm ngực của Uyển Nhi ấn tới, hai chiều dù phòng hí nhụy và thái điệp luyện hòa song song đánh tới thân thù bất phàm. Nhưng mà Uyển Nhi được thần hậu huấn luyện trong 3 tháng, võ công đã vượt xa Kim thái phụng. Thấy đối phương vừa xuất thủ đã hạ độc chiều, cười nhạt, chân bước nhấp không hoán ảnh bộ, bộ pháp nhẹ nhàng thoát khỏi sát chiều của đối phương. Tà thủ vươn ra chộp vào mạch môn huyệt nơi cổ tay phải của Kim Thái Phụng. Kim Thái Phụng cả kinh, nàng có nằm mơ cũng không tưởng nổi đối phương tuổi nhỏ như vậy mà võ công cao siêu đến mức đó không những thân pháp huyền ảo chiêu thức tinh kỳ mà cả chỉ phòng cũng sắc bén kinh nhân nàng lập tức trầm cổ tay phải xuống tránh được một trào của đối phương trong đường tơ kẽ tóc tuy nhiên da bị chỉ phong quét trúng đau rát như là dao cắt suýt chút nữa nàng kêu lên thành tiếng Uyển Nhi đắc thế không để cho đối phương kịp biến chiều, hữu trường kẹp lại như là đào, chém xoẹt xuống kiên tĩnh huyệt của đối phương. Kim Thái Phùng tùy miễn cưỡng tránh được tà trào của đối phương, nhưng hữu trường chém xuống, thế chẳng còn cách nào tránh được. Song thủ cũng không kịp biến thế chống đỡ, đành nhìn trường đối phương chém xuống. Đừng thấy trường cổ Uyển Nhi nhỏ nhắn dịu dàng, một khi đã vận đủ công lực chém xuống thì chẳng khác nào đào kiếm, nếu chúng một trường đó không chết thì cũng bị trọng thương triển bạch thấy vậy thì thất kinh quát lớn dừng tay nhưng uyển nhi nào chịu dừng tay thậm chí còn gia tăng kinh lực triển bạch phóng mình tới tà thù nắm thắt lưng của kim thái phụng kéo mạnh về sau hiếu thủ hất ngược lên đón trường của uyển nhi bình một tiếng song trường chạm nhau uyển nhi bị chấn động thối lui ba bốn bước mới đứng vững Trần Bạch cũng cảm thấy trường tâm nóng rát, chàng dịu giọng nói: Uyển Nhi, hai người không cừu không oán tại sao lại hạ sát thủ như vậy? Uyển Nhi thấy Trần Bạch đã ra tay giải cứu cho tình địch, lại còn lên tiếng bình vực cho tình địch, tức mình nghiến răng nói: Người người ta ta không muốn nhìn thấy người nữa. Nói xong, nước mắt tuôn trào quay người phóng đi. Bỗng có tiếng quát Kim Phủ đâu phải là nơi Người muốn đến thì đến Muốn đi thì đi Đồng thời từ sau một gốc đại thụ Một chùm ánh sáng xanh đen Bay thẳng nhằm đầu của Uyển Nhi kích tới Nhấp không hoán ảnh Thân pháp của Uyển Nhi đã đạt tới Cảnh giới xuất thần nhập hóa Dù đối phương ra tay bất ngờ Ám khí lại hiểm độc Nhưng Uyển Nhi không chút nào núng Thân hình của nàng khéo uốn cong Một thức vân lý thiên thần đột ngột thăng cao lên năm thước, luồng ánh sáng xanh bay sượt qua dưới chân nàng. Cả Trần Bạch cũng toát mồ hôi lạnh lo sợ cho nàng. Uyển Nhi đang lúc căm hận Trần Bạch có tư tình với Kim Thái Phụng, lại gặp phải người hạ thủ ám toán, tức giận quát lên một tiếng, song trường nhằm đối phương kích xuống. Người này thấy Uyển Nhi không những có thể dễ dàng tránh được đồng môn ám khí của mình, lại còn có thể phản kích vội vàng rút kiếm định phản công. Nhưng ngay trong lúc đó thì từ một góc khác, một chùm ánh sáng xanh đã lặng lẽ phóng ra. Chùm ám khí này so về số lượng, uy lực và cả thủ pháp đều cao minh hơn người phóng ám khí lần trước. Chỉ thấy ám khí tạo thành một màn lưới dày đặc, chùm xứ người Uyển Nhi. Triển bạch cả kinh quát lớn. Uyển Nhi, cẩn thận, sau lưng có ám khí. Vừa quát, Chàng vừa tung người nhằm đám ám khí kích ra hai trường, bởi chàng sợ Uyển Nhi không tránh nổi làn ám khí như là mãn hòa thiền vũ này. Uyển Nhi nghe triển bạch nhắc có ám khí sau lưng, lập tức vận thiên cần trụy. Thân hình như sau băng xẹt xuống, đồng thời gia tăng kinh lực vào trường nhằm người phóng ám khí lần đầu đánh xuống. Người phóng ám khí đầu tiên tuy kiếm đã cầm nơi tay, nhưng thấy trường lực của đối phương từ trên cao đánh xuống, khí thế quá cường mãnh cho nên hắn không dám khinh thường, vội tung người tránh né. Bình một tiếng kinh thiên động địa, cát đá bay mù trời. Trường lực của Uyển Nhi đánh xuống đất, tạo thành hai hố sâu hòm. Uyển Nhi đáp người xuống đất lào đảo, hoa dung tái nhật, xem ra đã bị thương. Người vừa tránh được song trường của Uyển Nhi phá lên cười hà hà. Một tay bị cụt tới sát vai, để tay áo lòng thòng. Một tay vùng kiếm trước ngực Uyển Nhi đầm tới, Uyển Nhi tuy được triển bạch dùng trường lực đánh bạt ám khí phù trợ, nhưng vì thanh phù tiêu là loại ám khí đặc chế để phá trường lực, nên Uyển Nhi vẫn bị trúng hai mũi, một ở đùi và một ở vai. Chỉ nghe hai luồng khí lạnh xâm nhập nội phủ, đầu óc choáng váng, phải cố lắm mới đứng vững được. Như thế thì còn hơi sức đầu để tránh một kiếm hiểm ác của đối phương kích tới. Bỗng nghe một tiếng quát vang lên như sấm, mạnh như bình dừng tay tiếp đó là bùng một tiếng chấn động không gian uyển nhi mở mắt ra thấy gã thiếu niên kiếm văng đầu mất mà mặt mũi xanh xám miệng trào máu tươi quay lại nhìn thấy bạch ca ca người nàng yêu đến điên cuồng và cũng hận đến tận sương tủy đang hiên ngang đứng cạnh nàng từ trong tiềm thức của nàng dâng trào một cảm giác ngọt ngào ấm áp quên cả sự đau đớn thể xác nàng mỉm cười lầm bẩm Bạch ca ca cứu ta! Bạch ca ca! Bạch ca ca! Bỗng nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Triển bạch thấy Huyền Nhi đồn ngột ngã quỵ xuống, vội đưa tay đỡ nâng dậy. Thấy mặt nàng không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt, bất giác nộ khí sùng thiền, nghiến răng nói. Hạ thủ ám toán một thiếu nữ vô cản, kim phủ các người, đúng là hạng vô liềm sỉ. Từ sau Hà Viên bỗng vọng ra chàng cười lạnh. Tiếp sau chàng cười đó là xuất hiện một lão nhân ngồi trên xe lăn. Chính là thành phù thần Kim Cửu. Tiếp sau lưng lão là sáu tên bạch y tiểu đồng tay cầm kiếm. Sau nữa là mười mấy tên đại hán đang trừng mắt nhìn triển bạch. Kim Cửu cười xong lạnh lùng nói. Trong giảng hồ chém giết nhau là chuyện thường tình. Kẻ nào còn sống là anh hùng, có gì mà gọi là ám toán hay là minh toán. Trên bạch thấy kim kiều song mục vằn lên những tia máu, nghiến răng quát. Ác tặc, lão thất phủ, đô giả nhân giả nghĩa. Người sát hại Minh huỳnh, dùng những của cải cướp được để mở mua chuộc thiên hạ quần hào. Hôm nay gặp được thiếu gia tả, coi như người đã tận số rồi. Soảng một tiếng, vô tình bích kiếm đã tuột ra khỏi vỏ, quát lớn. Kim Kiều, nạp mạng! Triển bạch mắng xối xà khiến Kim Kiều ngần người. Phải một lúc lâu sau, lão mới thốt lên. Tiểu tử người, dám chỉ mặt nhục mạ lão phù. Người muốn chết không toàn thầy chắc. Có điều, sau người tuổi mới chừng này, mà xem như có thầm kiều đại oán với lão phù. Người nói ra cho rõ, rồi chịu chết cũng chưa muộn. Triển Bạch ngừa cổ nghe ai oán, xong cười gằn nói. Thiếu gia nếu không nói giả, người chết cũng không biết tại sao mình chết. Người biết tích lịch kiếm Triển Vân Thiên không? Triển Bạch nhắc tới tích lịch kiếm Triển Vân Thiên không chỉ khiến cho Kim Kiều thất sắc, mà những người có mặt cũng đều kinh hãi. Kim Kiều tròn mắt nhìn chào một lúc rồi mới hỏi. Nghe nói, người họ triển. Vậy ra, ngươi là hậu nhân của Triển Vân Thiên. Ngươi sợ rồi phải không? Ngươi cứ tưởng tích lịch kiếm không có hậu nhân phải không? Tưởng là việc người hãm hại Minh Huỳnh không có người biết chứ gì. <laughs> Thật là ông trời có mắt. Không những tích lịch kiếm có hậu nhân, mà ngày hôm nay còn để đến lấy cái mạng chó của người để báo thù nữa. Trần Bạch nói xong lại ngừa mặt cười như điên như cuồng, khiến cho Kim Kiều người thâm trầm là vậy. Nhưng mà lúc này sắc mặt không ngừng biến đổi. Thật là lâu, lão không thốt lên được lời nào. Kim Thái Phụng nước mắt giàn rụa nhào đến bên Kim Kiều, ôm lấy tay của lão, vừa khóc vừa nói. Phụ thần, những điều triển thiếu hiệp vừa nói có đúng không? Phụ thần, con biết chàng hiểu lầm, nhất định là có người dụng kế ly rán. Hải Nhi tin là phụ thân là người tốt, không khi nào lại sát hại minh huynh của mình đâu. Phụ thân nói đi, phụ thân giải thích cho chàng biết đi, phụ thân. Kim Kiều quay sang nhìn Kim Thái Phụng, trên gương mặt như tạc bằng đá của lão không chút biểu cảm. Lão quay nhìn Triển Bạch lạnh lùng nói. Tiểu tử, người nói không sai. Trần Vân Thiên đúng là do lão phụ giết. Có điều không phải như là người tưởng. Trần Vân Thiên là một đại mà đầu. Hắn đã bức hiếp sáu hình đệ tà, khiến cho chúng ta không còn nhịn được nữa mới liền thủ giết hắn. Cũng tại hắn không có tình mình huỳnh, sáu người chúng ta mới không có nghĩa mình đệ. Hơn nữa, trong giao đấu, kẻ thắng được sống, kẻ bại phải chết. Đó là lẽ thường trong giang hồ. Triển Bạch nghe lão nói nộ khí như là muốn vỡ tung lồng ngực, nhưng chàng cắn răng nén lòng. Bởi chàng biết Cuộc đấu đêm nay là vô cùng hệ trọng, không được lỗ mãn. Nhưng Kim Thái Phụng đã khóc lớn gào lên: Không, không phải như vậy. Đây không phải là sự thật. Nói đến đây, nàng ngã nhào trước chiếc xe lăn của Kim Kiều, bất tỉnh nhân sự. Người ta nói, nam nhân sống cho sự nghiệp, nữ nhân sống cho ái tình. Kim Thái Phụng sớm mất mẫu thân, trong tâm khảm nàng, phụ thân vừa là tử mẫu, vừa là thiên thần là một thần tượng mà nàng sùng kính suốt đời. Nhưng giờ đây, thần tượng đã sụp đổ. Thần tượng, phụ thần đã phá nát một thần tượng khác, ý trung nhân của nàng. Bất kể là ai đúng ai sai, nàng cũng không có cách nào để giữ hai thần tượng của mình. Nàng đã nhìn thấy một viễn cảnh u ám trong cuộc đời mình. Kim Kiều đúng là lòng dạ sắt đá, lão mặc kệ nữ nhi cưng ngất xỉu lạnh lùng nhìn Trần bạch nói việc này vốn đã nên chìm trong quên lãng mười mấy năm nay không ai biết trần vân thiên còn có một đứa con như người <laughs> giờ thì ta đã nói rõ rồi nếu người biết điều thì lão phu cũng không làm khó dễ để cho người an lành đi khỏi đây còn nếu như người không biết tự lượng sức mình thì lão phu cũng không miễn cưỡng Lão dừng lại cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Có điều Lão Phù cũng nói rõ cho để mà người biết. Bằng vào sức lực của người mà muốn chống đối Lão Phù, tức là tự đi tìm cái chết. Trần Bạch trợn tròn mắt như là muốn rách cả mí, nghiến răng nói. Phụ cửu không báo thù đâu phải là người. Lão thất phù, ngày hôm nay Trần Bạch này quyết lấy máu người để tế vòng linh tiền phụ. Dứt lời, chàng bò uyển nhi xuống đất, vùng kiếm nhằm ngục kim cửu đâm tới. Trong lúc tức giận, chàng đã xuất thủ, đã thi triển pho kiếm danh chấn giang hồ của thần la thiết đảm, phong lồi bát kiếm, một chiêu phong chấn lồi mình. Chỉ thấy kiếm khí thầm trầm, nhưng lại mang theo tiếng sấm y ủng như từ xa xa truyền lại. Vô số hàn tình đều nhắm vào các yếu huyệt của kim cửu xẹt tới. Kim Kiều không ngờ kiếm chiều của Trần Bạch lại uy mãnh đến như vậy. Tuy kiếm chiều chưa được thuần thục lắm, nhưng uy lực hầu như là không kém tích lịch kiếm ngày xưa là mấy. Lão cả kinh đẩy xe lùi xéo về phía sau. Đừng tưởng lão ngồi trên xe lăn mà chậm chạp. Chiếc xe của lão chế tạo tinh kỳ, đi lại linh hoạt chẳng kém người thường. Có điều tuy lão tránh được một thế kiếm lùi đỉnh của đối phương, nhưng con gái cưng của lão vẫn còn ngất xỉu trong tầm sát thương của kiếm chiều. Kim Kiều tuy là lòng dạ sắt đá nhưng thấy con gái độc nhất của lão sắp táng mạng dưới kiếm đối phương, bất giác kinh hãi kêu lên: không, không được giết hại con gái ta. Trần Bạch vì lòng căm thù ra tay quá mạnh, khi mà phát hiện ra kiếm khí sắp trúng Kim Thái Phụng, lòng cảm thấy bất nhẫn, vội vận công thủ thế lại. Nhân cơ hội Trần Bạch chậm lại thế công sáu tên tiểu đồng đồng loạt vùng kiếm. Một chiều di phóng lục hợp tạo thành bức tường sắt đón đỡ kiếm của triển bạch. Keng, keng. Kiếm khí va chạm nhau nghe đinh tài. Sáu thanh kiếm cùng bị đánh giạt ra. Sáu tên tiểu đồng cảm thấy hổ khấu tê buốt. Suýt chút nữa kiếm vượt khỏi tay bay đi. Triển bạch tâm địa nhân hậu. Tuy thắng thế nhưng chàng vẫn không tiếp tục truy sát mà lại tung người thối lùi. Mặc dù lòng kiều hận đã muốn đốt tâm can, nhưng chàng vẫn không nỡ hạ sát thủ những kẻ vô can. Nhưng kẻ thù của chàng lại không có được lòng nhân hậu của chàng. Nhân cơ hội chàng tung người thối lùi, Kim Kiều đã vung tay tung ra một đám thanh phù tiêu. Thanh phù thần suốt đời nhờ thanh phù tiêu mà dường danh trong thiên hạ. Đến cuối đời, vì uống lầm thuốc nên đến nỗi phải tàn phế hai chân nhưng điều đó càng khiến cho lão ra tâm khổ luyện. Có thể nói, thủ pháp ám khí của lão đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đám ám khí đầy trời tung ra, tuy cũng cùng một thủ pháp mãn hòa thiền vũ, nhưng so với ái đồ mãnh như bình thì uy mãnh hơn gấp nhiều lần. Triển bạch chưa kịp đứng vững thì đã thấy thanh phù tiêu như thiên la địa võng áp tới. Lập tức, chàng quát lớn một tiếng múa vô tình bích kiếm thành bức màn sắt hộ thần. Hàng loạt tiếng leng keng vang lên thanh tao như tiếng đàn. Thanh phù tiêu đến gần chàng đều bị đánh văng ra xa. Nhưng Kim Kiều quả không hổ danh là thanh phù thần. Thấy triển bạch múa kiếm như bay, đánh văng thanh phù tiêu của mình, lão lập tức bốc lên một nắm thanh phù tiêu, dùng đàn chỉ thủ pháp phóng ra một mũi. Mũi thanh phù tiêu này lại không nhằm vào chàng mà lại bắn xuống đất. keng một tiếng, thanh phù tiêu chạm xuống đất nảy lên, ra tốc lực, vẽ thành hình vòng cùng nhằm đơn điền của Triển Bạch bay tới. Triển Bạch cười lạnh nghĩ thầm, thủ pháp mãn hoa thiên vũ còn chưa làm gì được ta, thì thủ pháp này chẳng khác trò trẻ con, vừa nghĩ vừa hồi kiếm gạt. keng một tiếng, mũi thanh phù tiêu chẳng những không bị văng đi mà lại xoẹt xuống đùi tốc độ mỗi lúc một nhanh. Triển Bạch đổ mồ hôi lạnh, tung người nhảy lên. Nhưng khoảng cách vốn đã gần, tốc độ đi của thanh phụ tiêu lại quá nhanh. Xoạt một tiếng, ống quần bị rách toát một màng. May mà chưa chạm vào da thịt. Chất độc của thanh phụ tiêu chàng đã thử qua một lần. Nếu lần này còn sơ suất nữa, thì sẽ không còn cơ hội thoát thân. Thanh phụ thần cười ha hả nói. Đó là chiều thanh phù bái thọ. Tiểu tử người đã luống cuống tay chân rồi. Nếu lão phù thi triển thanh phù mãn đường, thì tiểu tử người chết chắc rồi. Dứt lời, lại búng ra một mũi thanh phù tiêu nữa. Triển Bạch đã biết sự lợi hại của ám khí đối phương, không dám dùng kiếm gạt nữa. Chờ phi tiêu đến bên mình, tung người tránh né. Nhưng chàng vừa tránh được mũi phi tiêu này, đã nghe keo một tiếng mũi thứ hai đã chạm xuống đất, bắn ngược lên tới. Tiếp đó đã nghe keng keng liên tục, vô số thanh phù tiêu từ dưới đất bay lên liên tục, tất cả đều nhằm vào các yếu huyệt triển bạch bay tới. Triển bạch vừa nhảy nhót tránh né, vừa sốt ruột nghĩ thầm. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mình không trúng ám khí, cũng kiệt lực mà chết. Chỉ bằng xông đến gần lão tặc, cho dù chết cũng cùng lão tặc đồng quy ư tận. Cũng không đáng tiếc Nghĩ xong chàng lập tức áp sát kim kiều Nhưng đã nghe lão cười lạnh nói Người đừng uổng phí tầm cửa nữa Cả cha người còn không thoát nổi thanh phù mãn đường của lão phù Người sống sao nổi Dứt lời, lão lập tức vùng tay Chỉ nghe ào một tiếng Thanh phù tiêu như là ong vỡ tổ Nhằm triển bạch bay tới Trần Bạch vừa tung người nhảy lên, đã thấy đùi lạnh buốt. Tiếp đến là mấy nơi nữa. Công lực bị phát tiết ra ngoài, thân hình rơi trở xuống đất. Một thoáng tuyệt vọng lướt qua trong tâm não. Nhưng chàng chợt nhớ đến phụ kiều còn chưa báo, làm sao can tâm chịu chết được. Nghĩ đến đây, không biết thần lực ở đâu nổi dậy, chàng cắn răng tung người lên đầu tường. Kim Kiều cười lên tiếng nói, <laughs> tiểu tử ngươi còn muốn chạy hay sao? Cho dù ngươi có chạy thoát, trong vòng ba canh giờ cũng chết chẳng toàn thầy. Trần Bạch dù đã vận công bảo hộ tâm mạch, không cho độc dược công tâm, nhưng lúc này cũng cảm thấy mắt tối sầm, thân hình đào đảo muốn ngã. Chàng nghiến răng nói, Lão Tạc, chỉ cần Trần Bạch này còn một hơi thở, thì sẽ còn trở lại lấy mạng người dứt lời nhảy ra bên ngoài bờ tường. Bên tai của chàng còn nghe văng vẳng tiếng kim kiểu quát sai người đuổi theo, cùng với tiếng góc lóc fan xin của Kim Thái Phụng. Trần Bạch chỉ cảm thấy đầu óc mơ mờ hồ hồ, toàn thân của chàng bắt đầu mất hết đi cảm giác. Chàng chỉ gượng chạy được mấy bước, hoa vào dòng người như là thác đổ đi xem hội hoa đăng ở ngoài đường. Chàng không còn biết mình đang đi về hướng nào nữa, cứ để mặc cho dòng người đẩy chàng đi đầu óc của chàng dần dần tê liệt cuối cùng không còn biết gì nữa không biết qua bao lâu cảm giác đau thấu xương làm cho chàng mơ màng tỉnh lại mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát ngôi miếu hầu như không còn chỗ nào lành lặn nhìn thấy cả ngàn sao nhấp nháy trên trời các tường thần ngã nằm lăn lông lốc trên bục thờ bốn bức tường đã đổ hết bà còn lại một bức răng đầy mạng nhận đóng đầy bụi bặm. Vì chỉ có chiếc bàn thờ chàng đang nằm là tương đối sạch sẽ, lại còn lót cả nệm. Trên người chàng được đắp một tấm chăn bông ấm áp. Chàng liếc mắt ra xa một chút, dưới ánh đèn dầu tranh tối tranh sáng. Cạnh đầu bàn thờ chàng đang nằm, có một quái nhân tóc đỏ mặt xanh đang lăm lăm thanh đoàn kiếm nhìn chàng. Triển bạch dùng mình đổ mồ hôi lạnh, la lên một tiếng định ngồi dậy nhưng chỗ các vết thương đau thấu tâm can khiến chàng ngất đi. Lần thứ hai chàng tỉnh dậy, nỗi sợ hãi chừng như vẫn còn, từ từ liếc mắt nhìn quanh, quái nhân hình thù như ác quỷ đã biến mất. Có điều bên cạnh chàng lại có một thiếu nữ cực kỳ kiểu diễm, đang dịu dàng nhìn chàng. Thấy chàng vừa tỉnh dậy, vội tươi cười nhìn chàng nói. Ngươi tỉnh rồi. Triển bạch vùng ngồi dậy, tại sao ta lại ở đây? Nhưng thân hình của chàng vừa nhích lên, các vết thương lại đau nhức, kêu lên một tiếng, ngã vật trở xuống. Thiếu nữ đỡ chàng nằm ngay ngắn lại, dịu dàng nói. Ta đã lấy ám khí cho người người già rồi, độc cũng đã trị xong. Có điều vết thương còn chưa lành, phải nghỉ ngơi một hai ngày mới khỏi hẳn được. Triển bạch nghe hơi thở của nàng thơm tựa hoa lan, giọng nói dịu dàng, cứ như là mật rót vào tai. Cộng thêm gương mặt diễm tuyệt, thân hình mỹ miều khiến chàng ngất ngây. Chàng đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng vẻ kiều diễm của nàng không kém giang nam đệ nhất mỹ nhân Kim Thái Phụng. Nét thơ ngây thuần phát không kém uyển nhi, còn nét đoan trang cao quý có thể nội trội hơn mộ dung hồng vài phần. Triển Bạch nhìn nàng ngơ ngẩn đến xuất thần, mãi đến khi thiếu nữ tươi cười hỏi người làm gì mà nhìn ta dữ vậy? chàng mới dần mình hồi tỉnh, đỏ mặt nhìn làng đi nơi khác, rồi hỏi: ờ, lúc nãy tài hạ nhìn thấy một quái nhân mặt xanh tóc đỏ, không biết cô nương có nhìn thấy không? thiếu nữ mỉm cười hờ hờ trước mặt nạ trước mặt triển bạch, chàng đỏ mặt nói: thì ra lúc nãy cô nương mang mặt nạ, vậy ra cũng chính cô nương cứu mạng tại hạ rồi thiếu nữ lại tươi cười gật đầu triển bạch lại tiếp xin hỏi phương danh quý tính của cô nương để tai hạ mai này được đền áp đại ân thiếu nữ chỉ cười hồ hồ trước mặt nạ trước mặt triển bạch chàng không hiểu ý nàng chỉ gương mắt nhìn nàng tỏ ý không hiểu thiếu nữ cười nói ngươi thử đoán xem ta là ai triển bạch ngẩn người cô nương khéo nói trời Tên tuổi của cô nương tại hạ làm sao đoán được thiếu nữ nghiêm mặt người thật tình không biết hay là giả bộ ngây ngô truyền bạch lại ngẩn người nhìn kỹ dung mạo tuyệt thế của nàng cố moi tìm trong ký ức xem đã gặp nàng ở đâu nhưng càng thất vọng không những chàng chưa từng gặp qua mà cũng chưa nghe nói đến một thiếu nữ tuyệt sắc với chiếc mặt nạ như ác quỷ này cuối cùng chàng lắc đầu gượng cười nói tại hạ thực tỉnh không nhớ ra là đã gặp cô nương thiếu nữ giơ cao chiếc mặt nạ nghiêm giọng nói không lẽ ngươi cũng không đoán ra lai lịch chiếc mặt nạ này ư ừ. triển bạch nhíu mày không lẽ nàng là nhân vật rất có tiếng tăm trong giang hồ chỉ vì mình kiến văn thô lậu nên không biết thiếu nữ tươi cười vỗ vỗ vào người chàng tựa như là người mẹ vỗ về đứa con nói ngươi không nhận ra ta cũng tốt không cần phí sức tìm tòi nữa tuy ta đã lấy ám khí ra trừ hết độc tính nhưng mà thương thế của người cần phải tịnh dưỡng vài ba ngày mới bình phục chắc là ngươi cũng đói rồi giờ ngươi ở đây nghỉ ngơi ta đi tìm thứ gì về cho ngươi ăn dứt lời đứng dậy chỉ thấy thân hình nàng như làn khói mỏng lướt ra ngoài trần bạch không khỏi lắc đầu khen thầm thân pháp của nàng nhanh nhẹn tuyệt luân vượt xa uyển nhi với thân pháp này xem ra võ công của nàng cũng không phải tầm thường thậm chí nàng còn là một nhân vật nổi danh trong giang hồ nữa nhưng sao mình chưa từng nghe nói giang hồ có một nhân vật sử dụng mặt nạ hình quái nhân này bỗng thấy thiếu nữ trở lại với chiếc mặt nạ xanh tóc đỏ đặt gói thức ăn trước mặt chàng người bất tỉnh đã hai ngày đêm rồi ăn đi rồi tình dưỡng cho mau bình phục Triển bạch tròn mắt Sao? Tại hạ bất tỉnh đã hai ngày hai đêm rồi ư? Ừ. Ờ thì may mà ta gặp ở nơi bờ sông Không thì giờ này không biết người đã đi tới cửa thứ mấy của địa ngục rồi Triển bạch vừa định ngồi dậy Đã bị thiếu nữ ấn nằm trở lại Lấy từ trong gói giấy ra một cái bánh bào Đưa tận miệng chàng Trần Bạch từ khi nghe nhắc tới chuyện ăn đã cảm thấy đói bụng cồn cào. Không khách sáo, ăn ngay một miếng to. Bỗng bên ngoài có một tiếng động khẽ. Thiếu nữ đặt chiếc bánh bao vào tay của Trần Bạch, quay ra ngoài quát. Kẻ nào! Dư âm tiếng quát còn chưa dứt thì nàng đã biến mất bên ngoài miếu rồi. Thân pháp của nàng nhanh nhẹn tuyệt luân, nhưng khi ra đến bên ngoài, đảo luôn mấy vòng, vẫn không thấy bóng dáng ai hừ lạnh một tiếng nói Người cũng biết ai ở đây Nếu có gan đến rình rập Thì đừng trách bản cô nương không vị tình Trên gương mặt kiều diễm của nàng thoáng hiện sát khí Giọng nói của nàng tuy không lớn Nhưng cũng truyền xa hơn dặm Nếu quả lờ có người nghe lén rình xem Thì chắc chắn phải nghe thấy Nói xong không cần biết đối phương có nghe được hay không Thiếu nữ phi thân trở vào cổ miếu Triển Bạch thấy nàng trở lại, liền hỏi ngay. Cô nương, có phát hiện ra ai không? Thiếu nữ tươi cười. Chắc là mấy con chuột nhắt, cả gan đến rình rập. Ờ, không có gì quan trọng đâu. Giọng nàng nói hồn nhiên ấm áp, vẻ mặt tươi như là hoa xuân, hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng đầy sát khí như là lúc ở bên ngoài. Triển Bạch ăn xong nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng chàng không sao điều tức được chốc chốc lại hé mắt lên nhìn thiếu nữ kiều diễm võ công thầm hậu lay lịch thần bí kia đang ngồi xếp bằng điều tức ngay cạnh chàng nhìn dáng điệu nàng ngồi điều tức hành công cũng khác lạ không phải ngồi thẳng hay là kiết đà ngũ tầm cũng chẳng hướng thiền mà hai tay đỡ lấy bên hai má chân co chân duỗi mắt khép hờ làn mi dài cong vút lúc này như là hơi rủ xuống khóe môi ẩm ướt một nụ cười trông nàng chẳng khác gì bức tranh mỹ nữ ngủ trưa. Có điều hai tai, hai mũi và miệng của nàng, năm luồng khói trắng bốc lên, tụ thành áng mây trắng nhạt ở trên đầu. Mới biết nàng đang hành công và công lực của nàng đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên.